Số phải đăng lại xin chào toàn thể các bác có liềm đam mê yêu thích luôn mật trên toàn cả nước nhé. Ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu chi tiết tới các bác là về chiếc thùng nuôi ong dành cho ông nội. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về thùng nuôi ong ấy, thì em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu mua về thùng nuôi ong này thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên cơ sở em là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn về thùng nuôi ong bên cơ sở nhà em thì nhiều video em quay giới thiệu chi tiết về xưởng làm rồi. Đấy, giá thì lúc nào cũng bán giá tại xưởng. Và cái thứ hai nữa là gỗ lúc nào cũng bảo hành cho các bác là đã được xử lý ngâm rất là kỹ. Còn về kích thước của thùng thì nó là kích thước dành cho ông nội để đáp ứng đủ tiêu chuẩn với cầu 4221. Thì em báo cáo qua cụ thể kích thước cho các bác nhé. Đấy, đầu tiên là về cái chiều dài của cái thùng. Đấy, chiều dài tính trong đồng mình sử dụng thì nó là 42,5 cm. Đấy, để khi các bác mà để cái cầu 42 vào thì sẽ thừa cho các bác là 5 cm để các bác ví dụ dịch chuyển như cái vách ngăn này. Đấy, để các bác xem đàn ong. Đấy, hoặc là các bác khai thác mật thì nó sẽ không bị kích vào hai cái bên thành. Và cái thứ hai nữa là chiều dày của cái ván gỗ này thì nhà em sẽ làm cho các bác là 1/6.5 cho tới là 1/7 này. Đó. Và tất cả những cái đai chỉ ở bên trong, ví dụ như đỡ cầu chẳng hạn, đều có hoàn thiện hết rồi. Để các bác mua bỏ tiền ra các bác mua một cái thùng ong như thế này về thì các bác chỉ việc sang thùng thôi. Đấy, sang đàn ong vào cái thùng mới này là các bác sử dụng các bác nuôi. Còn về cái chiều dài của nó này, chiều dài tính từ dưới đáy lên nhé thì nó là 27, còn chiều rộng là 26. Với cái kích thước chiều rộng 26 cm thì các bác sẽ, nếu mà các bác nuôi mà có thước có vách ngăn thì các bác sẽ sử dụng là được 5 cầu. Còn bỏ thước bỏ vách ngăn ra các bác sẽ sử dụng được 7 cầu. Đấy là về cái quy chuẩn kích thước của thùng nuôi ong. Còn về thùng nuôi ong này thì được làm bằng gỗ gạo ván liền 100%. Đây, các bác thấy thực tế trên video, phần lắp này, phần thành hoặc là tất cả những cái bộ phận khác của trên chiếc thùng thì đều liền. Trừ một cái đặc điểm là cái phần đáy thì thường thường nhà em sẽ ghép cho các bác là cái thớ gỗ ngang này. Phải ghép thì thường thường là sẽ từ 2-3 tấm và giá của nó thì rất là rẻ, nó chỉ có hơn 100.000 đồng trên một cái thùng như thế này thôi. Trong đó là chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Đấy, gửi vận chuyển về tận cơ sở hoặc là về chỗ khu vực trại ong của các bác hoặc gia đình thì giá của nó sẽ vênh lên một chút, là vài chục nghìn đồng trên một cái thùng cước vận chuyển. Còn thùng này thì quy cách của nó làm thì ví dụ như cửa này đều mở được và quay lại được, và đằng sau thì có cửa sổ nhé. Đấy, còn về tất cả những cái chi tiết, ví dụ như là về cái phần đóng đinh xuống thì đều được gia công bằng tay. Đấy, không bắn máy. Bắn máy thì cái đinh không có độ mút và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là bị bong bật. Đấy, còn về cái thùng này thì được đóng bằng đinh tay và đinh sử dụng đóng là đinh 5. Đấy, đinh 5 phân, và đóng vào cái gỗ này thì các bác yên tâm là nó sẽ không bị cong vênh hoặc là không bị đấy, bị vênh lên. Đấy, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn chất gỗ là gỗ gạo thì ưu điểm của gỗ gạo thì con ong nó thích nghi ở bên trong là cái thứ nhất này, và cái thứ hai nữa là với cái mức độ ván bên cơ sở làm dày như thế này thì về mùa hè ấy, thì tuyệt đối là ong nó rất là mát. Đấy, thì con kích thích con chúa nó đẻ được. Và cái thứ hai nữa là về mùa đông thì hiện tại này, với cái điều kiện ở ngoài miền Bắc ấy, thì ví dụ các bác nuôi những cái mẫu thùng mà phân 2, phân 3 hoặc phân 4 chẳng hạn thì con ong nó rất là lạnh. Đấy, thùng mỏng ong lạnh thì về cái mức độ các bác cho ong ăn sinh lô đường thì nó sẽ tốn hơn nó so với cái thùng dày như thế này. Đấy, thùng dày thì con ong giữ nhiệt độ ổn định rồi thì cái tỷ lệ ăn sinh lô đường nó sẽ ít hơn. Đấy, còn về gỗ gạo này cũng như là cái phần gỗ chất xốp thì nó rất là nhẹ để vận tiện cho các bác là các bác vận chuyển ong đi khai thác mật. Đấy, hoặc là các bác bán ong giống thì bê vác nó rất là nhẹ. Đấy, thùng xốp, đấy, thùng nhẹ. Đấy, một video thì giới thiệu chi tiết cho các bác là về thùng nuôi ong. Để bác nào mà đang có nhu cầu mua về thùng nuôi ong này thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Bây giờ thì chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.